Trần Duy Khôi là cái tên hàng đầu của làng bơi lội Việt Nam. Anh bắt đầu làm khuynh đảo làng bơi lội Việt Nam từ năm 2012 khi anh độc chiếm đường đua xanh, giành nhiều kỷ lục quốc gia. Sự xuất hiện của Duy Khôi đã thổi làn gió mới vào bơi lội thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Tên là Trần Duy Khôi, sinh năm 97, nhưng mà là đang vận động viên của đội tuyển bơi. Thì cái này là vẫn là ngẫu nhiên thôi. Thì lúc nhỏ thì mình có những cái đợt tuyển chọn ở trong những trường lớp 1, lớp 2 thì mình được tuyển chọn vô và mình theo đuổi tới bây giờ. Thì thật ra thì lúc nhỏ anh bơi thì anh cũng không để tâm lắm đến như những lời nó nói, thì tức là mình cứ bơi rồi mình cứ làm như mình thích thôi. Nên mình cũng không quan tâm người ta gọi mình là gì cho lắm, tại vì lúc đó mình cũng còn nhỏ để mình suy nghĩ tới những vấn đề. Mình thấy bình thường, tại vì mình thấy bình thường thôi. Tại vì nếu như mà nhiều người biết quá tới mình là gắn cho mình mát này mát nọ thì mình nghĩ nó cũng là hơn một cái áp lực vô hình đối với mình, cho nên là mình cũng không để tâm lắm. Thì mình nghĩ chắc tất cả vận động viên Việt Nam mình đều ấn tượng hết, tại vì đó là đều là đồng nghiệp của mình hết. Thì những ngoài những cái tên nó bật giống như là chị Ánh Vi hay Quý Phước hay là Kim Sơn, Kim Hoàng đó, tức là mỗi vận động viên nó đều có một cái đặc biệt riêng của mỗi người. Không, mình nghĩ là thế là không đâu, tại vì khi mà mình làm một một công việc nó lâu rồi mà mình rẽ một bộ môn khác thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Mà mình nói là chỉ là hứng thú thôi chứ cũng đúng rồi, mình chỉ thích thôi chứ mình cũng không sẽ nghĩ là mình sẽ rẽ ở bên khác. Thì thật ra thì mình trong Việt Nam thì sẽ không có, tại vì bản thân nói chung bản thân của anh thì cũng sẽ tự ngưỡng mộ anh thôi, nhưng mà về nước ngoài thì sẽ rất là nhiều. Giống như vận động viên của người Mỹ và Nhật Bản, mình sẽ thần tượng những người đó rất là nhiều. Mỹ thì mình sẽ có Michael Phelps và Ryan Lott. Còn Nhật thì mình sẽ có những người như Ryosuke, đó là toàn là những đồng hiện tại của làng bơi thôi. Nghĩ chắc anh cũng sẽ đi học bình thường thôi, nhưng mà anh vẫn sẽ nghiêng về thể thao, thể năng thích thể thao. Mà nếu mà không phải là bơi lội thì mình có thể chơi một môn thể thao khác. Thì lúc mà đi học thì ảnh hưởng cũng rất là nhiều á, tại vì mình không có nhiều cơ hội mình học thêm như những mấy bạn đồng trang lứa, nhưng mà mình phải bù đắp, mình sắp xếp lịch sau đó thật là thoải mái, là mình vừa phải học mình vừa phải đi bơi nữa, cho nên nó sẽ khó khăn rất là nhiều. Theo anh nghĩ là có nha, tại vì nói chung là bơi thể thao thì nó cũng sẽ tới một mức độ nào đó nó cũng sẽ dừng lại thôi, còn việc học mình phải học hoài mà để học sau này nữa, nên anh nghĩ là nếu mà cân bằng được cả hai bên thì sẽ tốt cho mình. Anh nghĩ là thứ nhất về sức khỏe và là chấn thương. Thì mình nghĩ là chấn thương là một cái nó rất là cơ bản. Tức là những môn thể thao trên một con đường chuyên nghiệp thì mình sẽ gặp những lúc đó mình sẽ chấn thương và kiểu mình sẽ bị khựng lại. Thì những thời gian đó nghĩ sẽ là khó khăn nhất, tại vì mình phải điều trị, mình dừng một khoảng ngay khi đấu rồi sau mình lại bắt đầu lại từ đầu. Nặng nhất của anh nó phải tầm rơi vòng nửa năm. Thì nó giống như là mình sống mà mình không ăn cơm vậy đó. Thì kiểu giống như là mình rất là nhớ nghề, rất là khó chịu, mà mình lại dính chấn thương nữa, mình cũng không đi thi đấu được, cũng không tập được. Thì mình nghĩ cái đó là mình phải đủ đam mê, với lại mình phải có một cái hậu cần rất là tốt, tức là vừa huấn luyện viên, vừa gia đình, vừa phía bạn bè cũng phải động viên rất là nhiều, mà mình cũng phải nỗ lực hơn thời xưa rất là nhiều để mình quay trở lại. Mình nghĩ đó là thời gian và sức khỏe. Thì thời gian thì nó sẽ bao gồm những cái như là việc học, về những thời gian riêng, về những cái buổi đi chơi hay những cái bạn bè bình thường gì đó. Thì mình toàn dành thời gian cho việc tập luyện nhiều hơn. Thật ra thì những lúc anh nghĩ đến bỏ cuộc là những lúc anh bị chấn thương, hoặc là những một cái giai đoạn nào đó mình bỏ công sức ra quá là nhiều nhưng mà nó lại không được như mình ý muốn, đúng rồi. Thì những đó là mình muốn bỏ ngang giữa chừng, tại vì mình cố gắng quá nhiều mình lại không được bao nhiêu hết. Thì điều này thì anh cũng không rõ nữa, tại vì tức là anh cứ cảm giác là nước với anh giống như là một, thì là xuống thì môi trường này dành cho mình và mình cũng thuộc về môi trường này luôn. Nói chung anh tập cũng thể là gấp đôi gấp ba lần người ta, tức là người ta có thể coi mình là thần đồng hay gì đó, nhưng mà mình không tập thì không ra thần đồng. Không, anh thấy vấn đề nó bình thường, tại vì anh bơi thể thao chỉ là về sức khỏe và đam mê thôi, chứ anh cũng không thích nổi tiếng, đúng rồi. Anh thực sự là kiểu anh muốn cuộc sống anh nó bình thường thôi, nó không quá nổi tiếng và cũng không cần phải lên báo chí này kia, anh chỉ muốn bình thường và anh thỏa sức cái đam mê của anh thôi. Không, tại vì thể thao mà, tức là mọi người sẽ luôn thay đổi về một cái thần tượng nào đó. Tức là trong một thời điểm nào đó sẽ là diễn viên, nhưng thời điểm sau này có thể là người khác. Cho nên là nó luôn có một cái sự thay đổi nhất định. Cho nên là anh cảm thấy nó là tự hào hơn khi anh có thể bơi chung thời diễn viên nữa. Và điều đó anh thấy nó bình thường. Khi mà thất bại thì anh chỉ nghĩ về bản thân của anh thôi.
Tại vì khi mà anh đã chọn con đường này rồi thì anh cũng không cho phép anh thất bại nữa. Cho nên là cứ cố gắng mình làm, tức là mình thua lần này mình sẽ làm theo lần khác thôi. Thì theo anh nghĩ là những cái giải đấu từ lúc nhỏ cho đến lúc mà mình gọi là ngay cái độ tuổi mà gọi là nổi tiếng, thì mình nghĩ những cái giải đó rất là ấn tượng. Tức là có thể mình đem những câu chuyện đó ra, mình kể cho bạn bè mình nghe về mình được đạt huy chương vàng như thế nào đó, hoặc là được vận động viên cái nước khác khen rồi tôn trọng mình, thì mình nghĩ nó phải đẹp. Thì anh nghĩ đó là hai vận động viên Singapore là Schooling với lại Hoa Sinh Quyển ở đội Singapore, thì cái đó là hai người anh muốn đánh bại nhất. Theo anh nghĩ thì những cái gì công sức mình bỏ ra, ví dụ mình bỏ ra 10 phần thì có thể là mình sẽ gặt hái được 6-7 phần gì đó. Nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ mình chịu khó tới mức độ nào và mình chịu áp lực giỏi đến mức độ nào thôi. Thì anh có cảm thấy cái số tiền nó xứng đáng không? Anh nghĩ thì nó cũng không đủ đâu. Nó sẽ không đủ, nhưng mà mình nghĩ đó cũng gọi là đền đáp một chút gì đó về sức của mình thôi. Tức là nó cũng đủ để mình nghĩ là ok, mình thấy nó cũng được đó. Nhưng mà cố gắng thêm một xíu nữa thì có thể mình sẽ thấy được nhiều hơn. Thì mình tức là ngoài việc bơi, anh còn là đang là huấn viên của bên trường quốc tế nữa. Nên mình làm hai ba job rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng chỉ đang là mạng bơi này kia, đúng rồi. Thì em nghĩ có, nhưng mà rất là ít. Nó bị rất là hạn chế, nhưng mà mình có thể sắp xếp được, cân bằng mọi thứ được. Thì anh nghĩ nó vấn đề rất bình thường thôi. Tại vì thì mình thích người nào đó thì mình có thể tạo mối quan hệ đó, và nếu như người ta có thể thông cảm cho mình là mình hay nấu nhiều lợi thời gian đi chơi được thì mình có thể có một cái tình cảm bình thường, cũng không có gì gọi là ghê gớm hay là gì đâu. Tại bình thường lắm. Đúng rồi, tại vì nhiều người nói là quen một động viên thế này thế kia thì em nghĩ nó cũng không đúng đâu. Nó sẽ tùy theo bộ môn, tùy theo kiểu mối quan hệ. Đúng rồi. Thì theo anh nghĩ là mình sẽ đặt những mục tiêu nó sẽ gần gũi hơn một chút, nó không còn gọi là quá cao so với hồi xưa nữa. Đôi khi có thể là mục tiêu bây giờ có thể là vô địch quốc gia trong năm nay, và có thể cố gắng giành suất gì đó đi SEA Games hay là ví dụ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà thật sự là để bơi thì anh cũng không để tâm nhiều lắm, thì anh đang tập trung vào công việc dạy ở bình thường nhiều hơn. Đến khi nào anh thấy mình không đủ sức theo được nữa, không theo được nhóm trẻ nữa thì mình sẽ dừng lại. Thì theo anh nghĩ là mình phải, thứ nhất mình phải đủ đam mê, thứ hai mình là phải đủ nhiệt huyết, thứ ba là mình phải có thể chịu áp lực rất là giỏi. Tại vì tất cả người ngành nghề nào cũng chỉ đi vận động viên mà áp lực rất là nhiều. Nếu mình chịu được áp lực thì mình, một thành công một ngày đó cũng sẽ tới, không sớm thì cũng muộn thôi.